Hello toàn thể anh em, hôm nay Lý lại tiếp tục làm một clip để làm sao chia sẻ cho các anh em một con xe UEP RSX đấy, lên các cái độ đồ thời trang chơi để chuẩn bị ăn Tết năm 2020 nha. Thì với nhu cầu của khách hàng yêu xe độ phân khối lớn như X-Size và Winner thì hôm nay Lý sẽ lên một bộ combo rất là mới và đặc biệt là đều là của những cái dòng Winner này và X-Size nhá. Thì nó con xe này nó được tổng hợp anh em ạ, được tổng hợp từ phân khối lớn để tạo thành một con xe nó đặc biệt anh em nhá. Thì mình thấy hôm nay video này rất đặc biệt nên mà chia sẻ cho anh em cùng tham khảo. Thì trước tiên là anh em hãy nhìn tổng quan con xe UEV RX của Lý đang chuẩn bị lên. Hiện tại là hôm nay xe nó cũng hơi bị bẩn một chút bởi vì cái lý do là hôm nay mưa nha anh em nhá. Thế đâm ra là hiện tại là nhà cũng chưa có máy rửa xe, đâm ra là xe vẫn còn hơi bẩn. Thế đâm ra là không rửa được sạch sẽ, anh em hết sức thông cảm. Rồi, thì trước tiên đây là một cái yên độ nhá. Đấy, yên độ 2 tầng anh em ạ. Thì trông rất là bắt mắt luôn. Thì hôm nay ấy, đặc biệt nhất là hôm nay Lý lên cho con xe UEV RX là một cái đuôi FZ nha anh em nhá. Đấy, đuôi FZ của dòng X-Size mà độ. Đấy anh em nhá, thì đuôi được chế rất là chắc chắn luôn. Đấy, vì Lý sẽ quay xuống cận cảnh bên dưới cho anh em xem. Bên dưới này Lý đã khoan đầy đủ 3 con ốc vít đúng chính xác theo của chiếc xe luôn nhá. Đấy, khung xe như thế nào và ốc bắt vào các vị trí đấy là đều Lý đều bắt vào đúng cái vị trí luôn nha anh em nhá. Thì đâm ra là cái bộ đuôi FZ này thì nó rất là chắc chắn anh em ạ. Đâm ra là anh em mình thoải mái vô tư luôn. Rồi, thì hiện tại mình lên được cái đuôi FZ này thì nhìn cái chiếc xe nó sẽ được cách cái vành bánh này rất là xa. Đấy, rất là cao nhá. Đấy, khoảng cách rất là rộng, đâm ra là anh em đi không bao giờ sợ bùn đất nó bay lên. Là cái thứ nhất, cái thứ hai anh em mình lắp biển thì nó sẽ được đẹp hơn, bởi vì nhiều khi anh em còn phải lắp cái nâng biển lên thì cái biển của mình nó mới thẳng được. Đấy nha anh em nhá. Thì đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua cái đuôi đen FZ này của X-Size mà độ cho các cái dòng xe như UEV RX thì anh em hãy liên hệ đến cho Lý ở dưới bình luận hoặc là ở cái đường link ở Facebook Lý để bên dưới phần mô tả nha anh em nhá. Thì nhà Lý là chuyên về phân phối các cái đồ thời trang anh em ạ. Đây, vừa rồi đây Lý đã cho tủ hàng vào đây hết rồi. Thì còn một bộ phận bên trong kia thì Lý còn chưa hoàn thiện dọn xong để Lý sơn nữa. Đâm ra là cũng chưa hoàn thiện. Bây giờ cuối năm rồi, rất là vất và cũng rất là bận. Đấy, thì cái thứ hai thì Lý đã độ chế một cái củ yên để yên điện nha anh em nhá. Đấy, củ yên điện này anh em này. Thì khi anh em mình nhấn nút công tác ấy thì nó sẽ tự bật yên nha anh em nhá. Đấy, thì đây thì hiện tại phải có định nguồn điện vào đây thì nó mới giật. Còn đây thì Lý sẽ lấy cái bình ắc quy để Lý có thể thao tác giật cho anh em nhá. Cho cái gì cho phải. Cho một đầu bên này, Đấy, đây anh em xem nhá. Hiện tại yên từ em nhá, từ. Đây, hiện tại yên không mở nha anh em nhá. Đây, bây giờ thằng em bật điện vào cho anh cái. Đấy, anh em thấy không? Điện rất là tốt. Thế phát nữa đi em. Đây là Lý chưa chế công tác nha. Đây Lý chỉ thực hiện cho anh em. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì... Đấy, anh em nhìn đây. Nó hoạt động rất là tốt luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì bây giờ bên Lý cũng phân phối các cái củ yên điện này của những cái dòng như các cái dòng xe SIM hoặc SYM ấy thì nó hay có cái mở yên điện như này nhá. Thì bây giờ Lý đã thiết kế lên con UEV RX vào cái vị trí như thế này thì thật sự là nó hơi bất tiện một tí bởi vì nó vẫn còn hơi hở vỏ một tí nhá. Thì sau này nếu mà anh em nào mà có thích thiết kế vào con UEV RX nha thì anh em thiết kế xuống sâu xuống bên dưới này một chút. Đấy, để cho cái khoảng cách vỏ nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ khớp hơn. Và điều đặc biệt là những cái đoạn dây phanh như này. Đấy, những cái đoạn dây phanh này anh em có thể lấy dây ga về anh em chế vào nhá. Chứ cái này Lý cũng lấy dây ga về thì Lý chế vào thôi, bởi vì Lý cũng hôm nay là thiếu cái dây thít mà dây thít nó bị ngắn, đâm ra là phải buộc vào hai cái dây thép
đâm ra là nó không được bắt mắt lắm, nhưng mà độ chắc chắn thì nó cũng rất là cao, không bao giờ ảnh hưởng cả. Nó quan trọng nhất ở chỗ này thôi nha anh em nha. Rồi thì tiếp đến là Lý sẽ quay về đằng trước để chia sẻ cho các anh em là hiện tại là đã lên được một con bu của X-Side này, 5 số này anh em nha. Đấy, 135 5 số. Phần đằng sau thì cũng là của X-Side, một phần đằng trước thì cũng là của X-Side nha anh em nha. Rồi, và các cái chế buộc dây thít này anh em này, anh em chế độ thì anh em nên lấy cái dây thít của ống thủy lực ấy, anh em lấy về anh em thít thì nó sẽ chắc chắn hơn, còn anh em buộc bằng các cái dây khác thì nó sẽ không được căng và chắc chắn nhá, nó hay bị tụt. Và Lý cũng thiết kế lên cái bộ cụm tăng tốc Domino nha anh em nhá, để cho chiếc xe có thể bốc hơn và đi nhanh hơn. Đấy, rồi là làm sao để có thể là tăng tốc độ tuyệt đối để cho anh em đi chơi Tết cùng bạn gái cho vi vu anh em nhá. Điều đặc biệt đây là chủ xe thì rất là yêu xe độ rồi, đâm ra hôm nay lên một cơ số đồ rất là nhiều luôn. Đây Lý sẽ bật công tắc lên, bật chìa khóa lên để cho anh em xem. Hình như là nãy Lý còn thấy có độ nhấp nháy loang quang hết ở khu vực này. Đây, anh em nhìn thấy rất là chất nha. Thì cái đoạn này là Lý không được độ chế anh em nhá, nhưng chủ xe làm như này nó rất là hay, nó rất là hợp lý, nhìn cũng rất là đẹp đấy anh em ạ. Rồi, và trên này là được một cái bắt điện thoại nhá, và cái sạc dự phòng luôn. Đấy, sạc tại ở trên xe luôn nha anh em nhá. Cái này rất là tiện khi anh em đi chơi với bạn gái mà hiện tại là đang hẹn bạn gái mà hết điện thì anh em có thể dắt vào đây, anh em mình sạc một lúc là anh em có thể có gọi điện thoại cho bạn gái nha anh em nhá. Rất là tiện, mà Lý rất là thích cái này. Nếu mà Lý còn trẻ nữa thì Lý còn phải lắp hơn nữa chứ không phải lắp như này đâu. Và nói thêm một chút nữa là cái kia củ cụm tăng tốc Domino này, thì anh em mà thiết kế vào những con UAV RSX ấy, thì anh em nên cắt tỉa đi một chút này, anh em phải cắt tỉa đi một chút nhá. Đấy, thì cái cụm Domino này nó sẽ vào khớp hơn và nó sẽ đẹp hơn nhá. Anh em để hở cái chữ Domino này ra, đấy, thì nó sẽ đẹp hơn này. Và anh em sẽ gọt đi đây một tí, xong anh em cho cái dây ga này. Đấy, cái độ thiết kế của dây ga ấy thì anh em phải cho bắt lên trên, bắt lên vị trí bên trên này nhá. Thì nó sẽ đỡ bị vướng vào cái đây, vướng vào cái vỏ này anh em này. Đấy, nó rất là tiện đấy anh em ạ. Rồi, và quay nói thêm đến cái vỏ FZ này nhá, thì cái củ hậu này thì anh em nên phải cắt tỉa nhá. Đấy, đây này, anh em phải cắt tỉa bớt đi thì anh em mới có thể thiết kế lắp lên được nhá. Rồi, bây giờ Lý sẽ lắp hoàn thiện xong Lý lại sẽ quay lại cái cảnh của con UAV RSX khi lên cái biển FZ này nó sẽ đẹp như thế nào và hình thức nó ra làm sao nha anh em nhá. Thì hiện tại bây giờ Lý đã luồn được dây rồi lên cái trên công tắc kìa nha. Thì bây giờ củ yên điện này thì anh em nó có một nguồn là dương 12V và một nguồn là mát. Thì đâm ra là bây giờ nguồn dương thì Lý đã chuyển lên trên dây trên công tắc, rồi tí nữa Lý nối trên kia Lý sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Và bây giờ anh em lấy mát luôn tại khung này, anh em cho cái dây màu xanh dương này vào luôn cái bộ phận của cái dây của cái con ốc này để lấy mắt khung luôn nha anh em nha. Rồi, ok. Thì bây giờ tiếp tục anh em lấy cái dây dương của này, nguồn 12V, anh em lại chạy, anh em luồn qua trên này đi cho không tụt nha anh em nha. Đây rồi. Rồi, bây giờ anh em lại tiếp lên trên này. Thì trên này thì Lý đã đấu một công tắc rồi. Anh em đây, em quay về đằng sau thì mình Lý đã đấu một công tắc có đèn nha anh em nha, của dòng Honda đây anh em này, có chữ in là Honda này. Đấy, bật lên là nguồn điện 12V sẽ vào cái công tắc và sáng cái đèn công tắc này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì bây giờ là cái dây nguồn 12V đây.
Thì nếu mà anh em đấu công tác này ấy, thì Lý cũng hướng dẫn luôn, bởi vì nhiều dây có khi như anh em không biết đấu như nào. Thì trước tiên ấy là hai cái dây màu đỏ này và cái dây đen này là một nguồn mát và một nguồn lửa 12V để sáng cái đèn công tác này nhá. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hai cái dây màu vàng này với dây màu vàng này với dây màu trắng này là nguồn để khi anh em mình bật một cái công tác nào đấy, một cái đèn trợ sáng nào đấy, anh em mình có thể đấu vào đây. Đấu vào hai cái sợi dây này. Đấy. Rồi bây giờ thì Lý sẽ đấu nguồn của hai sợi này luôn, là lấy một dây màu trắng và một dây màu đỏ nối vào cái dây nguồn 12V sau ổ khóa nhá. Rồi, thì hiện tại mình nối được như này ấy, thì là nguồn hai nguồn này cấp vào đây thì là cái đèn này sáng này. Đấy. Cái đèn này sáng này thì tiếp đến là khi anh em mình bấm vào ấy, đây anh em, khi anh em bấm công tác vào như này thì là cái nguồn điện từ cái dây màu trắng này nó sẽ nối ra cái dây màu vàng này nhá anh em nhá. Đấy. Rồi thì hiện tại bây giờ Lý đã nối được cái dây dương vào cái dây màu vàng này là nguồn điện 12V nhá. Bây giờ Lý sẽ thử test thử dây điện này cho anh em xem nhá. Thì em quay thử. Đây, Lý sẽ bấm công tác này, Lý sẽ bấm công tác, anh em nhìn cái củ dẫn điện này nó sẽ giật nhá. Đấy, bây giờ yên lên này anh em này, đấy, rất là tiện. Đây anh em nhá, đấy, đây, bật xuống lên nhá. Đấy, rất là tiện anh em nhá, rồi, ok. Bây giờ hiện tại thì Lý đã thao tác và lắp toàn bộ bộ vỏ lên con xe UAV RX nha anh em nhá. Thì Lý sẽ quay cận cảnh cho các anh em tham khảo qua cái mẫu UAV RX độ phiên bản cũng rất là đặc biệt để cho anh em cùng nhau xem. Đấy, có yên rồi. Đây, đèn nháy rất là đẹp nhá. Hình cánh con đại bàng nhìn rất là hay. Đó, đuôi con FZ đây của X-Side đây. Thiết kế rất là cân chính giữa với cái bánh xe nha anh em nhé. Đấy, anh em nhìn xem, rất là cân luôn. Rồi, anh em nào mà cần mua hàng hoặc là đặt hàng lấy các cái đồ thời trang, đồ chế của cái dòng xe, các cái dòng xe thì anh em hãy liên hệ đến Facebook của Lý nhá. Và anh em nào cần tư vấn kỹ thuật, anh em cũng liên hệ thì Lý sẽ tư vấn tận tình cho. Rồi, anh em xem video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ nhá. Điều đặc biệt anh em hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất của Lý. Tới đây Lý sẽ ra mắt các anh em. Cảm ơn các anh em.